Lắc mạnh lên. Gương càng ra càng dẻo. Ồ, ba, hai vạch rồi. Hay quá. Để con báo cho anh ấy. Chắc nó mừng lắm đây. Alo anh yêu, em có thai rồi. Thật à? Yeah. Đấy, nó vui chưa kìa. Em nhất định sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân tuyệt vời đấy. Anh yêu, trong số các món em nấu, anh thích nhất món nào? Thịt hộp em à. Anh thường mơ kiếm 10.000 đô giống bố. Úi giời, thế thì nhà nó giàu lắm. Bác làm gì mà kiếm được nhiều tiền vậy anh? Không, bố cũng nằm mơ giống anh. What? Thôi đừng giận, anh dẫn đi du lịch. Em muốn về quê, nơi có những đồng cỏ xanh. Thôi về quê làm gì, lên xe anh chở đi phố. Em không thích cưỡi xe, em thích cưỡi bò, cưỡi trâu. Chìa con gái thôi nhanh. Đúng ý nhé. Em yêu nhìn này. Ăn không? Ăn. Thế cơ mà, bộ phanh anh mới thay hồi sáng. Phanh pháp ăn ngay. Cháu làm gì mà cứ ôm khư khư cái đài thế? Bạn gái đuổi cháu đi. Thế cháu cầm cái đài chi? Đề phòng khi cô ta nhắn tin trên đài tìm người lạ. Mạnh lên. Này, biết tin gì chưa? Gì thế ông tổ trưởng? Cái à, nó đuổi thằng Huy đi rồi. Thì sao? Kiếm câu chuyện làm quà. Kìa, cháu cho thằng Huy về nhà đi. Vâng, các bác đã nói vậy. Tốt rồi, nó buồn lắm. Nó đang khóc hu hu ở công viên kia kìa. Yahoo. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Trông buồn quá nhỉ. Ghét cái mặt. Ngứa cả mắt. Cậu ơi, tôi đói quá. Hình như nó đang quay tôi. Chắc thấy ông làm việc tốt em à. Nó kìa. Đấy đấy, nổi tiếng rồi đấy. Chúc mừng tấm gương sáng. Trông cao giáo sáng sủa mà khắm tính. Đuổi bà nó khỏi xóm mình. Mẹ tôi gọi. À, quả mơ chắc chắn có hồn. Đây rồi, nhìn này. What? Nó kia rồi. Định gái tao à? Ngon lắm. Rơi ví này. Hộ tôi tí. Bớ người ta, móc túi. Đây là số văn minh. Không ngờ mày. Anh yêu em như cây màu xanh lá. Nhưng má em không cho. What? Mấy bố già kia cười gì? Ê. Như cá bơi dưới sông. Nhưng em sợ lấy chồng. Mua cho em chiếc xe này. Sau đó anh nói gì em cũng nghe theo. Em chắc chưa? Em chắc chuẩn. Sang tên luôn, một nốt nhạc. Giữ lời nhá. Em thề. Vậy giờ đưa chìa khóa đây. What? Quên, trả thẻ đây. Lên nào. Tay run lắm rồi. Ôi, sấm sấm. Nhanh, con sấm nó oánh thẳng vào mồm ông. Nó oánh vào mồm ông. Anh có nhớ hồi mới quen, hôm đó trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay. Quên sao được, nhưng anh thấy rất đáng tiếc. Ý anh là sao? Anh đã coi thường cảnh báo của ông trời về số phận của mình. Hào hán, hào hán. Kể vợ nghe các mối tình trước đây đi. Thôi, anh trả dài. Anh nói vậy là sao? Các mối tình trước đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó. Ba hai kiểu con. Bố ơi, tại sao bố lại lấy mẹ? Phải đấy con. Đấy, không phải một mình tôi thắc mắc về chuyện đó nha. Nhịn hết. Ai đây? Cướp đây! Nhà có vàng, mang hết ra đây! Nhanh! Tôi tưởng mấy cảnh này chỉ có trên phim. Nên! Vàng đâu? Ui dồi! Các cậu là ai? Lão già! Muốn làm hòm không? Tôi bị mù! What? Em yêu! Cục vàng của anh! Có người đến gặp em! Mù
mua hoa tặng bạn gái anh ra ấy. Thôi cảm ơn em. Đàn ông gì chả gá lòng. Phèn. Thằng kia, mày nói gì đấy? Em bảo anh phèn. Ô cái thằng ô này, mày. Em thấy cậu ấy nói đúng mà. Anh rất muốn mua mà lương em cầm hết, làm gì còn đồng bệnh nào. Ờ, em đã trách nhầm anh. Đàn ông ra đường mà không có một xu. Cô qua làm vừa thôi. Mà ông ở đâu ra, xếp vào chuyện của tôi. Đúng, sao mắng vợ tôi. Dạ, thích a dua tòng phong. Còn ông là ai? Tôi chính là ông. What? Cái thứ ra nhiều chuyện. Ra đâu còn sách việc. Mày chuyển bố nhà. Sống toàn mấy lão hâm. Ông rách việc ông ấy. Chính ông. Ừ. Ơ, hoa của tôi. Nhìn thấy bố già đằng kia không? Vợ ổng mới bỏ đi một đêm thôi, tóc đã bạc trắng như kia rồi. Trông khu khoăm phết nhỉ. Tôi có thể giúp bác trở lại như trước đây. Cậu có thể mang vợ tôi trở về ư? Không, cháu tặng bác gói nhuộm đen. Thêm với bố. Mày tiếp thò lò lên xem nào. À, cụ Trường Bâu, vào máy luôn cho vui. Rồi, này không có hứng. Hứng gì? Có mà lửa kìa. Có. Không máy dẻo, bảo sao vợ nó mới bỏ đi. Tôi nhỡ mồm. Ui dồi. Có gì từ từ nói. Ôi trời ơi. What? Sao các bác lại hành động như vậy? À, lão ấy đã húng, lại còn không biết đếm. Quá đáng, tôi biết chuyện rồi. Hay giờ ông về sống với tôi, góp gạo thổi cơm chung. Tôi đồng ý. Ồ, vợ tôi về rồi. Chào ba. Giỏ khay này. Vụ cà rốt tối qua sao rồi? Tôi đứng dưới cửa sổ hát, nàng có đắp hoa xuống tặng mà. Ồ, thế đầu sao đây? À, cô ấy không rút hoa ra khỏi bình. Năm nay tuổi vẫn ép à. Chắc do ít nên là bị nhiễu. Đến cái rắc cắm nó còn có cổng sạc. Nhục. Em kia, xin số đi. Ông ra xin hộ tôi. Hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Để tôi. Cô ơi, tôi bị lạc. Cho tôi mượn điện thoại, gọi người nhà ra đón. À vâng, mời bác. Ơ, ông chưa tắt chuông à? Tôi đã bị lạc rồi. Không ai cưa được em. Ơ, thằng Huy. Lê xe đơn hàng em à. Anh đúng là ga lăng. What? Ồ, ồ, như kìa. Kiếp này cho tôi mượn cờ rút nha. Do mày nghèo đấy. Kia kìa. Xong rồi. Mày chết. Mấy ông ở đây làm gì? Quản lý khu xóm. Chết trình trình. Bố thằng Vinh. Tốc độ của anh là 70 km/h. Ờ, tôi chạy đúng 50 km/h. Thề. Anh rõ ràng lái 80 km/h mà. Phạt nặng vì chạy xe quá nhanh. Đèn một bên xịt chưa sửa à? Đâu, xe vừa đi quẹt vào lá dẫn đến ma sát nên chập đèn. Không phải đâu, đèn hỏng từ năm ngoái, kẹt xỉ không thay đấy. Thêm một lỗi nữa. Cô có nín cái miệng lại đi. Anh nhà thường xuyên mắng chị vậy sao? Cái thứ vô phu. Cán bộ cứ gu cổ nó vào tù. Dạ đâu có thưa cán bộ, chỉ khi nào anh ấy say xỉn thôi. What? Chứ bình thường anh hiền và dễ thương lắm. Wow. Thêm một lỗi nặng nhất, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Vợ tôi thấy tâm lý chưa? Người tiếp theo. Mời. Dạ kính chào. Tên gì? Trong hồ sơ có ghi rõ rồi đó ạ. Tôi hỏi tên gì? À ông mở ra là thấy. Ừ cái cậu này làm hay nghỉ. Lỡ đến đây rồi thì phải làm chứ ạ. Để tôi. Tên anh là gì? Tên ở đây. Trả lời trực tiếp. Tôi tên xấu, Thạch Hải. Tên đẹp mà. Không phải. Thạch là đá, Hải là biển. Đá mà rơi xuống biển là tên tôi đó. Vậy mà không biết. Tôi tên Tõm. What? Cậu đi làm bằng gì? Xe máy ba thì. Xe gì mà ba thì? Tè thì không nạp, đạp thì không đổ, đổ thì không dựng dậy nổi. Sao cậu lại muốn làm việc ở đây? Vì tôi chưa xin việc chỗ khác. Bớt bớt, để tôi. Câu cuối này sẽ quyết định cậu được nhận hay không. Giờ nếu trúng số, việc đầu tiên cậu sẽ làm gì? Trả lời chuẩn là nhận luôn. Trúng số thì sao? Thì tôi nghỉ việc luôn. Nghỉ luôn đi. Đêm hôm thế này,
anh lại mất ngủ à? Hay anh có tâm sự gì? Em còn nhớ cái ngày chúng ta hẹn hò cách đây 10 năm trước, ngày em tròn 16 tuổi ấy. Vợ nhớ. Nhớ lúc bị má em bắt quả tang chứ. Vợ nhớ mà, chồng nhắc lại chi? Mày tròn đấy con gái tao hay ở tù 15? Nhẽ ra hôm nay là ngày anh ra tù rồi đấy. Nhớ. Lại lại thằng kia, suýt vỡ mặt tao rồi đấy. Đây. Sao mà ngon tôi suýt vỡ? Nó chả con nó biết cái gì. Thằng út kia. Bà ơi. Nó chả con nó biết gì. Sao vợ khóc? Vợ mất cả sáng làm bánh cho chồng mà mèo nó ăn không hết rồi. Thôi không sao, nín đi vợ, mai chồng mua con mèo khác đẹp hơn. Ôi à, mỏi chân quá. Em yêu đang nghĩ gì vậy? Em cũng nghĩ giống anh thôi. Chân anh đỡ mỏi rồi, mình cùng thi chạy nào. Ra chợ mua cái chổi về đây. Suốt ngày sai. Này, tiền thừa. Vẫn thiếu. Thiếu gì nữa mà. Giấy hướng dẫn sử dụng đâu? What? Nụ hôn rất có lợi cho sức khỏe. Thật à? Ừ. Hay là... Ê, ông bắt đầu lòng hoàng rồi đấy nhá. Tin này sai, quá sai. Sao lại sai? Hôm bữa, tôi hôn một cô đã qua chồng. Thế là làm việc 5 tháng. Mình kia, đẹp đôi thật. Rồi, hai anh chị yêu nhau mấy năm, rồi mới tiến tới hôn nhân. Chính xác là 10 năm. Yêu lâu vậy mà tình cảm vẫn mặn nồng. Cô cậu có bí quyết gì trong thời gian đó? Chúng tôi đều lập gia đình riêng. Kìa kìa. Áo. Dậy lắc đi ông. Nói tiếp thân lo luôn. Bỏ à. Chồng thấy ông ta chứ? Thấy, nhưng sao? Người yêu cũ của em đấy. Ông ta đã uống như thế này từ 10 năm nay rồi. Kể từ khi chia tay với em. Vô lý, vớ vẩn thực sự. Đâu còn phải ăn mừng lâu đến thế. Mùi gì thơm thế nhở? Vợ tôi luôn dùng nước xả vải khi giặt. Mỏi chân quá. Hãng nào đấy? Tập này không có quảng cáo. Tôi sẽ không bao giờ biết được ý đồ của ả. Cho đến một ngày đi siêu thị. Siêu thị làm sao? Hôm đấy, hình bóng tôi có va vào ánh mắt một nàng. Cô ấy lại gần. Úi dồi ôi, hồi hộp thế nhở? Chín mỏ luôn à? Cô ấy ngửi ngửi rồi nói, có vợ rồi. Sao lại thế? Vẫn không chích mỏ à? Hóa ra các bà vợ dùng nước xả vải để đánh dấu lãnh thổ. Có món gì mà hùng hổ thế chú ý? Nay là ngày của tôi. Vợ viết đâu rồi? Đại ca mới làm về rồi này. Giờ tôi hỏi cô, nhà này ai là chủ? Quá ghê gớm. Chính thức thành idol của tôi từ giây phút này. Đỡ mà, tháng này có lương rồi chứ gì. Ông xã em number one. Nhà là phải có nó. Thế à? Vào rửa nốt đống bát nhanh. Rượu là nguyên nhân chính dẫn đến sự chia ly của các cặp hôn nhân. Cho hỏi cần phải uống bao nhiêu để có được sự chia ly này ạ? Ngoái nhiều mỏi đê. Ngoái là nó phải sướng chứ mỏi gì nha. Ngoái dẻo mà tôi toàn ăn cơm trước kẻng đấy. Vâng thôi, tôi ăn phở trước kẻng luôn. Tôi cũng mới ăn hôm qua mà vẫn chưa biết cơm hay là phở. Mày bị hóc rồi. Không nhốt nổi đâu. Thằng Huy, đi công tác mới về hả cháu? Vâng, chào các bác. Cả xóm rất tự hào về cháu. Thế quà đâu? Quà gì ạ? Thế đi xa về không có món gì à? Dạ không. Vứt đi rồi, tưởng thế nào? Cái gì cũng biết, biết điều thì không. Chồng thế kia mà kẹt xỉ. Đuổi bà nó ra khỏi xóm. Cháu là niềm tự hào của xóm. Mai yêu, mai là gì nhỉ? Anh yêu đã về. Cái gì đấy? Sorry anh phản xạ theo nghề nghiệp. Em yêu, tối nay hai đứa mình oánh giáp lá cà nhá. Gạ rồi. Đi xa về là máu lắm. Vâng, mình oánh đến sáng nhá. Nhưng anh không được lùa đại quân vào thành đâu đấy. Làm sao vậy cưng? Vì em chưa muốn có lính mới. Sợ chưa? Được rồi, em đừng lo. Khi nào có pháo lệnh, anh sẽ lùa quân ra ngoài quan hải. Oh my god. Vợ ơi, mở cửa cho anh. Ông đi
thôi mà, anh năn nỉ. Chắc là mèo mả gà đồng nên vợ nó cho ra rìa. Không, cái này chắc chắn là trả bài không đầy đủ. Đuổi bà nó ra khỏi xóm. Đấy là việc riêng nhà người ta. Làm gì đâu mà đuổi. Rách việc. Mở cửa vợ ơi. Khổ chưa, nắng nôi thế này để thằng bé đứng ngoài. Láo nháo, cho ly gì cho nó sợ. Để bác đuổi bà nó ra khỏi xóm. Thôi, việc nhà mày mày tự lo đi. Tự nhiên gọi bọn tao ra đây. Rách việc. Hả, tôi gọi. Nhiệt độ hơn 40 độ C, khả năng rán được cả trứng. Kiểu gì chúng nó cũng bỏ nhau. Bỏ phát là tôi nhảy vào tán luôn. Có cách rồi. Tôi mang bó hoa đẹp nhất tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây. Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu? Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu ấy vợ nhỉ? Nhờ thế bạn. Chậm quá rồi, nay mà không đóng là tôi cắt nước đấy. Chú thông cảm, tháng này công ty tôi chậm lương, sang tháng tôi đóng bù. Hôm qua mới thấy bà dẫn cả nhà đi ăn lẩu ấy. Úi dồi, bác tổ trưởng, bác sao không? Chết chớ, cái lão này đã hấp sẵn rồi, giờ ăn thêm quả đó này nữa, chắc ít 2 độ hấp. Lừa đảo. Vụ hạ lầu 2 đó bác, tội này không thể thứ tha. Đuổi bà nó ra khỏi xóm. Tôi không nói ít với chị nữa, cắt được. Thôi, tôi xin chú, sang năm tôi đóng, làm người ai làm thế? Làm người là phải làm hơn thế. Mong bác bỏ qua, lát tôi làm bữa cơm, mời các bác. Thế còn được. Mẹ, cơm khê rồi. Trời ơi. Qua môi cắm cơm cũng không sao. Hỏi. Tin hot, nếu cặp vợ chồng nào có từ 4 mặt con trở lên sẽ được cấp 1 căn hộ. Khoan khoan, cái gì? One more. One more. More vào cái mồm ông, đuổi bà cái lão này ra. Tôi tổ trưởng em. 4 con là được cạnh nhà. Hai vợ chồng mình có 3 đứa rồi, hay về sạc pin thêm đứa nữa, làm căn nhà. 3 tháng nữa hết hạn rồi, không kịp sản xuất đâu. Có cách nào không ta? Thằng Huy, thử nhớ lại xem có mèo mả gà đồng ở đâu không. Biết đâu lại có con rơi con vãi làm căn nhà. Ok bác. Nói vui thế thôi, chứ thằng mình nó trung thủy lắm. Có, tôi có đứa. Trước hay đến họp phụ huynh, cô giáo họp cuốn quá, thành ra tuần nào đến họp. Vì căn hộ. Thôi, giờ ông đón ngay nó về đây. Cho đủ tiêu chuẩn con đi nhận căn hộ. Nhanh bà mới lên. Từ giờ con về đây ở với ba. Vợ ơi, anh đã về. Các con đâu? Bố chúng nó đến đón hết đi rồi. Họ cũng đọc báo như mình. Nhân kỷ niệm ngày cưới, vợ thích chiếc áo Gucci chứ? Không. Hay chồng mua tặng vợ một con mèo? Không. Hay làm chuyến du lịch trên đỉnh Kim Tự Tháp? Không. Vậy giờ em muốn gì? Nói nhanh, anh giải quyết tốt. Tôi muốn ly hôn. Ba cái bố già kia, cười cái khỉ gì? À, thằng này lại không biết đếm rồi. Trời nắng nóng quá, nói gì cho tao run trợ đi. Tôi sẽ cắt điện nhà ông. Toàn hàng xóm với nhau, chú bất gian. Này cái cục kia, chồng người ta đi chiều thế mà còn phải đặt trí diện. Các bác nói không chịu tiếp thu, làm người không muốn làm con thú à? Nói mà cũng căng căng lên. Sao? Tức à? Nóng giận à? Nói gì tôi này sợ đi. Đuổi bà nó ra khỏi xóm. Tôi sẽ cắt nước nhà các ông. Ôi tôi xin cô. Tôi nhầm nhận. Giờ công ở phe nào? Chuộn nhanh. Bên cắt điện, bên cắt nước. Tôi cắt đứt quan hệ với ông. Thôi ông biến đi. Phát xít. Ai ốt thì mà.